Đến cái thùng rác và cái quẹt máy cũng bị tôi đem ra làm chuột bạch. Tất cả là tại vì cái bộ bút 80 màu acrylic marker này đây. Ta nói cái gì đâu mà nó quá trời màu luôn, không có thiếu gì hết trơn. Bình thường tô mấy cái màu bút khác thì nó lem tèm nhem như thế này, còn bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái sự lợi hại của cây bút này đây. Tô cái màu nó quá trời đậm luôn nên mọi người tưởng bị lem chứ gì, nhưng mà kết quả thì vô cùng là bất ngờ luôn ha. Còn nếu như mà không muốn tô cái màu áo đó nữa thì mình có thể tô cái màu khác để chồng lên luôn, đơn giản dữ lắm. Rồi lật sang cái trang tiếp theo đi, làm sao mà lem được, hay là muốn chồng bao nhiêu lớp chữ lên thì nó cũng hoàn toàn là đơn giản thôi. Màu mực lên đậm, không bị lem và không bị in sang trang tiếp theo, mà còn vẽ được trên tất cả chất liệu. Bây giờ trong cái phòng này có cái gì là tôi đem ra tôi vẽ hết. Còn thêm một cái nữa, nó bám màu rất là chắc mà còn khô nhanh nữa. Cái thùng rác này tôi lột băng keo ra cho nên là nhìn hơi mất thẩm mỹ một xíu. Yên tâm vì đã có bút acrylic marker lo. Với cái chỗ băng keo đó khá to cho nên là tôi sẽ vẽ một cái trứng ốp la chính giữa để mà che nó lại. Nếu như tôi một lớp chưa thấy nó đậm thì các bạn có thể để cho nó khô. Sau đó thì mình chồng thêm cái lớp thứ hai lên là ra được thành quả như thế này. Cái thùng rác bị vẽ rồi thì cái quẹt máy nó cũng không được chạy trốn. Vẽ tùm nguyên cái vườn hoa lên cái quẹt máy vậy đó. Tâm có để cái link mua ở phía dưới phần mô tả, các bạn nhấn vào tham khảo nha. Mọi người có tin được không, cái bộ bút 80 màu này trên TikTok Shop bán chỉ có 189.000 thôi, tính ra là chưa tới 2.500 một cây luôn á. Mà một điểm nữa tôi rất là thích là cái màu trên cái nắp của nó như thế nào thì viết ra y chang như vậy luôn, không có nhạt hơn một xíu nào luôn á, nên là nhớ săn liền nha.